Vậy là sau một tháng chờ đợi kể từ khi trailer xuất hiện, vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, series truyền hình siêu anh hùng Jupiter's Legacy đến từ Netflix đã chính thức được ra mắt. Là một người đã đọc qua bộ truyện tranh gốc cùng tên của Image Comics, mình cũng rất tò mò về câu chuyện của phiên bản truyền hình và mình đã cố gắng xem hết bộ phim để có thể cho ra lò video này. Nếu bạn nào chưa xem phim thì đừng lo, video sẽ không spoil những nội dung quan trọng của phim đâu. Không làm vòng nữa, chào mừng quay trở lại với Tentakers và đây là review season đầu tiên của Jupiter's Legacy. Câu chuyện tổng quan. Câu chuyện của Jupiter's Legacy được phân ra làm hai dòng thời gian. Thứ nhất là thời điểm hiện tại. Chúng ta được giới thiệu tới một tổ chức siêu anh hùng mang tên Union of Justice, Liên minh Công lý. Cái này nghe hơi quen nhỉ. Trong nguyên tắc truyện tranh, tổ chức này chỉ được gọi ngắn gọn là The Union. Cũng không hiểu sao lên phim thì biên kịch lại thêm chữ Justice vào, có lẽ để giống với một tổ chức nào khác. Liên minh Công lý được lãnh đạo bởi Sharon Samson hay The Utopian với sức mạnh Easy Duke Superman. Các thành viên khác bao gồm Grace Samson hay Lady Liberty, chắc là giống Wonder Woman nhưng bây giờ là vợ của The Utopian. Walter Samson hay Brainwave, anh trai của The Utopian, có khả năng điều khiển được bộ não của kẻ thù. Tuy không bá đạo bằng giáo sư X trong X-Men, nhưng ông này không phải đi xe lăn và biết bay. Cùng với một số siêu anh hùng khác, những con người cũng sở hữu sức mạnh di truyền từ các siêu anh hùng đã sáng lập ra Union of Justice. The Utopian đặt ra tổ chức này một quy tắc, The Code, quy định các thành viên khi chiến đấu với các ác nhân thì không được tiêu diệt mà phải bắt sống và giam giữ lại, giống với quy tắc của một anh chàng mặc trang phục rơi nào đó. Chi tiết này cũng là được thêm vào bởi biên kịch, trong nguyên tắc không nhắc đến điều này. Ngay trong tập đầu tiên của series, cả nhóm The Union of Justice đã được bón hành sấp mặt bởi Darkseid, Black Star, ác nhân chính. Chứng kiến cha mình đang bị giã gần chết, con trai của The Utopian là Brandon hay The Paragon đành phá vỡ nguyên tắc và táng Black Star đến mức khuôn mặt hắn lõm cả vào trong, kết liễu tên phản diện này. Việc này khiến The Utopian rất tức giận với con trai của mình. Ông tin rằng The Code bị phá vỡ đồng nghĩa với việc lý tưởng của ông về những người anh hùng bảo vệ chính nghĩa cũng bị sụp đổ. Vì nếu siêu anh hùng giết người thì họ cũng đâu khác gì những tên sát nhân. Vậy là từ đây chúng ta đến với câu chuyện gia đình của The Utopian. Một người bố luôn chỉ quan tâm đến việc làm sao để trở thành một siêu anh hùng lý tưởng và mong muốn hai người con Brandon và Chloe cũng phải trở thành giống như vậy. Con trai Brandon thì luôn cố gắng để sống đúng theo mong muốn của người cha bằng cách cũng trở thành một siêu anh hùng. Anh rất sợ việc làm cha mình thất vọng. Trong khi con gái Chloe thì lại tỏ ra chống đối với cha mình vì cô không thể chịu đựng được cách giáo dục cứng nhắc mà cha áp đặt lên mình. Đó là lý do cô không tham gia The Union of Justice mà chìm đắm trong các bữa tiệc thâu đêm và sử dụng ma túy. Việc này làm Sheldon rất phiền lòng và ông vừa phải chịu răng xé nội tâm khi nguyên tắc làm anh hùng của mình bị phá vỡ, vừa phải lo lắng cho hai đứa con của mình. Ông lo sợ Brandon và Chloe sẽ đi chạy khỏi dự định của ông và sử dụng sức mạnh của mình sai mục đích. Ngoài ra, việc Brandon phá vỡ The Code cũng tạo ra tiền lệ anh hùng giết ác nhân, bởi vì nếu chần chừ trong việc kết liễu kẻ xấu thì chính các anh hùng sẽ gặp nguy hiểm. Điển hình là đã có tới 3 siêu anh hùng bỏ mạng khi chiến đấu với Black Star ở tập đầu tiên. Các siêu anh hùng đã phải đấu tranh giữa việc thẳng tay tiêu diệt ác nhân nhằm bảo vệ an toàn cho chính mình hay vẫn tuân thủ theo The Code nhằm giữ hình tượng anh hùng của chính nghĩa. Thời điểm năm 1929. Xen kẽ giữa những thước phim ở thời điểm hiện tại là những đoạn flashback lại quá trình có được siêu năng lực của nhóm những anh hùng sáng lập lên Liên minh Công lý trong quá khứ. Sheldon Sampson, sau khi chứng kiến cha mình nhảy lầu vì phá sản, anh thường xuyên gặp những ảo ảnh của cha mình và bị hướng dẫn đến một hòn đảo bí ẩn. Và anh còn thấy hình ảnh 6 người khác đi cùng với mình trên chuyến đi ấy. Sheldon quyết tâm thuyết phục cả 6 người ấy đi cùng với mình để tới hòn đảo kia. Họ bao gồm Grace và Walter, ta đã biết ở trên, hiện giờ vẫn xuất hiện với tư cách là siêu anh hùng trong The Union of Justice. Fistmall hay The Flare có sức mạnh tương tự như The Flash, hiện tại anh bị liệt, đã nghỉ hưu và đóng vai trò như cố vấn của The Union of Justice. Ngoài ra, còn có Richard Conrad hay Blue Bolt là người sở hữu cây gậy nhỏ có thể dịch chuyển tức thời đến bất kỳ địa điểm nào, chỉ cần hô tên địa điểm ấy. Lý do vì sao nhân vật này chưa xuất hiện ở dòng thời gian hiện vẫn chưa được phim nói tới. Tuy nhiên, cây gậy của anh thì đang nằm trong tay Hutch, con trai của George Hutchins. George hay Sky Fox là thành viên của nhóm 6 người sáng lập. Năng lực của anh có vẻ tương tự như The Utopian nhưng yếu hơn. Và theo truyện tranh thì anh là một người rất thông minh, thường chế tạo những trang bị để giúp đỡ mình trong chiến đấu. Anh sẽ xuất hiện trong dòng thời gian hiện tại. Mình nghĩ tiết lộ về câu chuyện như vậy là đủ. Các bạn nên xem hết bộ phim để cảm nhận được cái hay của nó. Các đánh giá trên IMDb có một số khá tiêu cực cho bộ phim này. Họ có lý do để làm vậy, nhưng mình nghĩ nếu họ có thể xem hết bộ phim thì thực ra phim không tệ đến vậy. Về mạch phim, thực lòng, như phim bắt đầu rất chậm và ở phần lớn thời lượng của khoảng 5 tập đầu chỉ toàn là nói và nói. Biên kịch không sử dụng hành động của nhân vật để giải thích các sự việc, các mâu thuẫn cho khán giả mà đơn thuần chỉ cho diễn viên đọc hết các tình tiết đó ra. Ngoài ra, còn có khá nhiều những tình tiết bị thừa, như tình tiết nhóm của Hutch đi ăn trộm một cái vali cho một ông trùm tên là The Big Man. Nó không liên quan gì đến mạch phim nhưng lại ngốn quá nhiều thời gian. Gần như phân cảnh đó chỉ để giới thiệu các năng lực của Hutch và những người bạn. Lý do cho sự dài dòng trên có lẽ là do thời lượng của bộ truyện tranh nguyên tắc rất ngắn, mình chỉ mất khoảng hơn nửa ngày để đọc hết bộ truyện. Vì vậy, để đáp ứng được thời lượng cho bộ phim và cũng để xây dựng chiều sâu cho các nhân vật, biên kịch đã phải kéo dài các tình tiết và thêm vào các chi tiết thừa. Tuy nhiên, các chi tiết ấy không phải là những màn hành động
hay những pha đấu trí giữa các nhân vật mà gần như chỉ toàn là những màn giảng đạo hay những câu nói nhằm giải thích tình huống mà khán giả thật ra đã biết. Nó làm như phim chậm đi rất rất nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn có thể kiên nhẫn đi qua được hơn nửa bộ phim thì bạn sẽ bắt đầu thấy được cái hay của nó. Vẫn còn đó những hạn chế về diễn xuất và lời thoại quá dài, nhưng khi lý do giải thích hành động của các nhân vật được làm sáng tỏ, ta bắt đầu đồng cảm với họ. Phân cảnh cãi nhau giữa Sheldon và Walter khiến mình cảm thấy khá ấn tượng vì Walter có cơ hội bộc bạch những cảm xúc của mình về những hành động của Sheldon đã khiến cha của cả hai phải tự sát. Bên cạnh đó, cái kết của phim cũng rất bất ngờ và dường như tất cả những sự dài dòng ở ban đầu là để che giấu đi những âm mưu ẩn giấu sâu trong các nhân vật. Có lẽ chỉ cần xem tập cuối của phim cũng đủ để khiến những người có đánh giá tiêu cực về phim thay đổi phần nào về quyết định của mình. Về diễn xuất, diễn xuất không phải điểm mạnh của bộ phim. Sự thực là diễn xuất của các diễn viên làm mình cảm thấy khá là tụt mút khi đến những đoạn cao trào. Như là phân đoạn Sheldon nhìn thấy cha mình nhảy lầu và la lên, lúc đó mình cũng không biết là anh ta đang cười hay đang khóc nữa. Tuy nhiên ở cuối phim thì diễn xuất của các diễn viên đã được cải thiện đáng kể. Đặc biệt phải kể đến cặp đôi cha con Walter và Raiku, cả hai đều toát ra được những khí chất lạnh lùng và nguy hiểm riêng. Về kỹ xảo, kỹ xảo luôn là phần rất quan trọng trong các bộ phim siêu anh hùng, nơi mà các cảnh chiến đấu và những tạo hình kỳ lạ có mặt thường xuyên. Và rất tiếc là Jupiter's Legacy chưa làm tốt ở khoản này. Mình thấy cực kỳ thất vọng với các cảnh siêu anh hùng chiến đấu với Black Star ở cuối tập 1. Các hiệu ứng kỹ xảo nhìn rất giả, cộng thêm việc không gian xung quanh chỉ là một bãi cỏ rất trống trải trong lúc trời sáng khiến cho sự yếu kém về mặt kỹ xảo bị phô bày rất rõ ràng. Tuy nhiên, càng về sau thì phim càng làm tốt hơn, tiêu biểu là màn đấu kiếm mang đậm chất Yakuza Nhật Bản của Raiku. Đó là điểm sáng hiếm hoi của những phân cảnh hành động trong phim. Và có một thứ nhất định phải chê, đó chính là hóa trang của nhân vật Black Star. Nhìn chán thực sự. Black Star thì dĩ nhiên không đẹp trai rồi, nhưng ý mình là những lớp phấn và màu vẽ lên mặt diễn viên nhìn rất giả. Nhìn là biết là được vẽ nên chứ không phải là tự nhiên. Và nhà làm phim còn bê nguyên hóa trang của Black Star để đóng vai người cha của Sheldon đã chết nằm trong quan tài. Đây gần như là điểm ghét nhất ở bộ phim này. Trang phục của các siêu anh hùng theo mình thấy là ổn, nhìn khá đẹp với các chi tiết in nổi khá bắt mắt. Cá nhân mình thích bộ trang phục của Sky Fox, Lupo và Raikou. Tổng kết lại, mình không cho rằng Jupiter's Legacy mùa đầu tiên đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Nhưng nếu bạn có thể nhắm mắt và bỏ qua những thiếu sót trong những tập đầu phim của series và kiên nhẫn xem đến tập cuối, thì cái kết của series sẽ khiến bạn tò mò và mong đợi mùa tiếp theo. Phim kết thúc khá bất ngờ và hứa hẹn mùa sau sẽ có những diễn biến rất khó lường. Vậy các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Các bạn đã xem hết mùa đầu tiên hay chưa? Và muốn chúng mình làm thêm những video về phim hoặc truyện tranh Jupiter's Legacy thì hãy để lại câu trả lời ở phần comment nhé. Like, share và subscribe cũng như bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào của Tentacles. Xin chào và hẹn gặp lại.